sữa dưỡng lớp Manto, ứng cái bụng, free your flow. Cô đi. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Chết mất thôi, ngọt ngào thế nhờ. Bạn tiên kìa. Xin chào, tôi là con chúa. Chào bà tiên. Ở giữa Hàn Quốc rồi. Hello mọi người. Hello anh em. Hello. Nhìn mấy anh em này trông. Nhìn mấy anh em này trông cứ như làm nghệ thuật ý nhở? Đúng rồi anh. Anh em nào thì đây ạ? Nói mới để ý nhở. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với Dạ Tiệc Hoàng Mỹ. Wow, ngày hôm nay rất là vui khi được đón tiếp một dàn trai xinh, gái đẹp và đặc biệt là những chàng hoàng tử và những nàng công chúa đã có mặt trong tòa lâu đài ngày hôm nay. Hy vọng tất cả các bạn có mặt ở đây thì sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh trong lớp học Hoàng Mỹ sẽ có một cái buổi gặp gỡ và giao lưu cùng với các bạn du nhập học sinh đó. Các bạn du nhập học sinh sẽ cởi mở với nhau hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn và gắn kết với nhau nhiều hơn, được không ạ? À? Yeah. Được không ạ? À? Yeah. Quá tuyệt vời, được không ạ? À? Yeah. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mặc đồ xe mà có bắt vào chợ. Và để trước tiên chúng ta vào phần chính của chương trình thì đại diện lớp học, lớp trưởng của chúng ta à. Trần Lê Đức. Có lời đời phát biểu. Có lời đời phát biểu. Cùng với tất cả mọi người, một tràng pháo tay dành cho Lê Đức ạ. Lê phát biểu cho chưa nghe được, nghe trời. Ê, cái đoạn này không biết trước đúng không? Đây là không biết chuẩn bị đúng không? Sao biết trước được? Ôi, mấy lớp trưởng thì đẹp trai quá ha. Wow. Phát biểu sao cho nghe được nha. Phát biểu sao cho lớp tự hào nha. Làm cho lớp hãnh diện đi lớp trưởng ơi. Làm cho lớp tự hào nha bạn. Chào chú rể. Ủa? À cái gì? À, chú rể hả? Chú rể đẹp quá như chú rể. Ô cô dâu nè, cô dâu nè. À cô dâu đúng rồi đúng. Ơ cô dâu. Ừ. Rồi nói chứ mời Lê Đức có đôi lời phát biểu dành cho tất cả các vị khách mời ở đây ạ. Mình đại diện lớp trưởng mà, dõng dạc lên. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Lê Đức. Hiện tại thì mình đang là lớp trưởng của lớp học Hoàn Mỹ. Thật ra để có được cái buổi dạ hội ngày hôm nay cũng là một công rất là lớn. Sự góp mặt của tất cả mọi người ở đây cũng như là toàn thể các anh chị đang ở phía đằng sau. Không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến trong cái buổi dạ hội này. Mong rằng mọi người sẽ có một buổi dạ hội thật là đáng nhớ, sẽ có thật là nhiều kỷ niệm chúng ta có thể giữ lại trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Yeah, cảm ơn lớp trưởng của chúng ta. Rất ngắn gọn nhưng xúc tích.
Mời bạn về. Mời bạn về. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Để làm nóng cái bầu không khí này ngày hôm nay, ngó nghiêng thì cũng đủ đó. Cũng đủ nam, đủ nữ, đủ nếp, đủ tẻ rồi. Thế thì ai đến đây, chúng ta có cặp có đôi sẵn rồi ạ. Trời đất ơi. Đây. E hèm. Trời ơi, có sẵn rồi. Có sẵn rồi ạ. Thế thì những ai đã có cặp đôi sẵn á, thì các bạn có thể tiến về phía ghế chúng ta ngồi. Còn những ai chưa có, chúng ta nữ thì qua bên này, cái nam cái mình qua bên này. Wow. Ok chưa ạ? Tụi mày sẵn lên này mẹ. Đi về đi. À Luna có cặp rồi hả? À Luna có cặp rồi hả? Dạ không có cặp, em ra đây đứng nè. À chưa chưa. À ok. Đây chúng tôi đi thôi. Tao đi chứ. Cái là loạn quá, loạn quá. Nữ đứng bên này bạn ơi. Dạ hả? Ô, bà đang đây bà. Nữ bên này, cái nam mình bên này. Nam bên okay, kia chưa? Hai bà qua đây. Rồi, các bạn ơi, chúng ta hãy nhìn vào mắt hoàng tử đi nào. Wow. Nhiều nhìn, hoàng tử quá. Nhiều hoàng tử quá, lựa đi nào, đây là thời tới rồi. Nhiều hoàng tử quá, ngại quá. Tới rồi. Ê, đây. Ê. Ê, sao mặc bộ đồ này? Ê, sao mặc bộ đồ này? Gì hả? Mình là công chúa mà. Bị bà nào cướp mất bộ váy rồi. Bộ váy của bé bị cướp mất tiêu rồi. Bộ váy của bé bị cướp mất tiêu rồi. Chán thiệt sự. Đâu cái khẩu trang dài chứ. Yeah, mặt nạ, mặt nạ. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Cho các bạn 5 giây nhìn ngắm cái chàng hoàng tử bên này. Đông quá. Lửa đào đó, lửa đào đó. Rồi. Rồi. Lửa đào. Lửa đào. Ôi. Ok chưa? Chọn ai đây? Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Các chàng hoàng tử sẵn sàng chưa? Lúc nào cũng sẵn sàng. Mạnh như vậy. Chọn chưa? Chọn chưa? Chọn chưa? Đầu tiên đi. Cô gái mà đứng cạnh gần tôi nhất hồi nãy giờ nói quá vậy nói nè. Mình hãy lựa một chàng hoàng tử cho mình rồi dắt chàng ấy về quê. Lộn, về ghế. Về quê không? Về đâu? Về quê không? Về quê không? Cho mình hỏi là mình có nhiều thời gian không ạ? Không ạ. À. Trễ lắm rồi. Ba câu, ngắn gọn thôi. Ê. Ý là đang this lộn. Way. No. Em không được đi lựa à? Được, được, lựa nhưng mà lựa gần gần thôi. Ờ, em tưởng phải đi ra gần nơi tại em mắc rồi, cận lựa đi, lựa đi. Ê, ê, bà có gợi ý nào không bà? À, nghĩ hả? Bà có gợi ý nào không bà? À, nghĩ hả? Thôi, hơi bỏ đi. Thôi, hơi bỏ đi. Tôi không để ý gì đâu. Tôi không để ý gì đâu. Không để ý gì hết trơn. Luna, tư vấn không? Em không. Tư vấn. Không không. Tư vấn đi, cho tư vấn đi. À thôi tôi cho tư vấn đi, cho lên hình. Để tôi thấy là áo trắng đen thì cũng hợp đó. Đây nè, hai option này là đó, đây nè, hai option này là ok nhất nè. Ở đây trắng đen không luôn. Ở đây trắng đen không luôn. Đâu? Đây nè. À. Hai người này thôi. Đó. À, sau khi mà nhận được cái sự tham khảo cực kỳ thân thiết từ người bạn của mình và người quản gia lâu năm ở đây. Đúng rồi. Thì mình xin phép chọn. Cô đi. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Ủa? Ủa thế là bà bắt chồng rồi. Ôi, ấy. Thôi thôi tôi tới rồi. Hồi nãy chúng ta tính nói là cặp kè với nhau. Đây chúng tôi đi thôi. Oh my god. Tới rồi. Hồi nãy chúng ta tính nói là cặp kè với nhau. Tôi không có ơn bà đó. Đừng anh là lớp trưởng, anh là lớp trưởng. À, anh là lớp trưởng mà. Tôi không có ơn bà đó nên là tôi dạy. Nhưng mà bây giờ thôi tôi tới rồi, tôi đi trước đây. À. Chúc anh em. Hả? Rồi mời về quê. Rồi, một tràng pháo tay dành cho cặp đôi mới của chúng ta. Đẹp quá, đi về luôn hả? Rồi. Em tươi.
xem coi em thích bạn nào trẻ nhất. Bạn khó quá ta. Rồi các bạn này nhìn quen quen, lấy bạn này đi, lấy bạn này đi, bạn này đi. Tại quen quen rồi lấy bạn này. Lựa vì yêu hay lựa vì quen? Lựa vì quen. Ok chưa? Chúc mừng cặp đôi mới của chúng ta. Yeah, cũng đẹp đôi phết chứ. Rồi giờ thử thách sâu đậm hơn. Trước khi mà em đĩa mấy người bên đây, yeah, em đĩa ai thì em thả thính một câu có tên của người đó. Wow, hay nha, hay nha. Khó dữ nhở. Ôi, cái đề bài này hơi khó. Trời ơi, khó vậy. Ừ. Wow, có vẻ hơi khó rồi đó. Hơi khó hả? Dạ. Mình... tại vì ở đây ai cũng đẹp trai hết trơn á. Chỉ là có cái tên á. Em thả mà có tên ai em lấy người đó vậy luôn. Đúng, hợp lý luôn. Được luôn. Ví dụ 4-5 tên thì được không anh? Được luôn. Dữ vậy sao? Ừ. Em ơi, mình bắt cặp chứ không có lấy người ta được. Em là, em 4-5 tên là ở đây là súng vô là rủa đó. Không được, ok. Thôi, con phải nhường cho các chị. Thì bây giờ em có một người trong đầu em rồi, bây giờ em không có... Thí dụ như vậy nè em. Thí dụ như vậy nè em. Em cảm thấy sung sức, em chọn anh Lê Đức. Em cảm thấy sung sức, em chọn anh Lê Đức. Thí dụ nó như vậy. Sung sức. Sung sức. Thiệt. Quá lớn như thế các bạn ạ. Đáng ra suy nghĩ đi em ạ, suy nghĩ đi. Đúng chương trình, đúng chương trình. Đáng ra bạn phải đứng đây nè. Đáng ra bạn phải đứng đây. Thì đó, bây giờ để rồi, đứng đây. Rồi, ok, ok. Mất cười. Hồi em cảm thấy lú lú không khóa anh Tú nè. Hồi em cảm thấy lú lú không khóa anh Tú nè. bây giờ ưu tiên. Nhưng em không được chọn Lê Đức và không được chọn anh Tú nữa. Rồi. Thôi em giờ không làm thơ. Em lại khoái con trai, lại khoái cái đôi môi. Đôi môi. Em nhìn một lượt đôi môi ai mà em cảm thấy ấn tượng là em múc. Múc không? Nhâm. Người làm như cơm hay đồ ăn gì múc. Ừ. Em chọn. Hoàng tử của người ta mà em làm em múc là em múc hả? Môi ai cũng hồng thế chứ. Này cho anh môi nào thâm rồi, hút thuốc không, em hút thuốc không? Mùi lắm anh. Mùi à. Dạ em chọn anh này ạ. Dạ em chọn anh này ạ. Ok. Em thấy anh là trong đây là mẫm mỉm. Trời đất. Là khen chưa? Là múp. 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 Ê, hồi nãy giờ từ vựng bà phong phú và đa dạng lắm nha. Em có da có thịt. À, em thấy anh... có da có thịt. Có, đúng rồi. Vượng tài. Cảm ơn. Đúng rồi. Rồi. Hay quá. Em chọn anh nè. Ủa? Rồi, ok. Anh phải chia tay ra chứ nhờ. Ừ thì đó, hai người muốn làm gì làm. Cái gì vậy bà? Anh ơi. Ok. Dạ. Rồi từ khoảnh khắc này hai người là của nhau rồi đó. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi mới của chúng ta. Tự nhiên em thấy khó khăn, khó thích ứng quá cho nên em chọn đích ứng. Trời ơi. Em trai mình sắp mù rồi người ạ. Không có cái gì khó, chỉ cần có thời gian thôi. Con bé đó là em thấy hứng, em chọn anh Đức hứng hả? Suy nghĩ ra liền, tuyệt vời. Trời ơi trời, hay quá vậy ta. À đẹp quá anh ta hả? Khoan, cái ông này từ kia cũng đi lên. Cô đơn quá chứ gì. Không còn thời gian đi lên. Rồi, tiếp theo ạ. Em chọn người mà em thích đi. Không nói nhiều thôi, nhìn cái mặt hai mặt nạ biết rồi. Trời ơi. Đẹp đôi. Thôi cũng được. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi của chúng ta. Câu sự dàn xếp gì đó đây. Tại sao bọn chú lại đeo mặt nạ giống nhau vậy? Đúng. Ê, giống công chúa quá nè. Hay công chúa. Xinh quá. Xinh quá. Trời ơi, đẹp. Ôi trời ơi. Công chúa chọn hoàng tử đi. Wow. Bất ngờ lắm đây.
Ủa trời ơi. Ủa trời ơi. Ủa trời ơi. Ủa. Ủa gì đó. Mọi người, em chào mọi người. Rồi không cần vỗ tay, không cần gì luôn. Dạ không cần. Ê, tình hình này tôi thấy dư anh của tôi rồi. Dư. Hôm nay lên làm rồi, MC chết mà. Rồi. Hôm nay anh làm MC mà. MC hả? Thôi anh là cứ để đi. Tiếp tục với các đôi tiếp theo nào. Ok, các đôi. Ủa? Tiếp theo hả? Rồi. Nào, bây giờ đến người là người em gái tiếp theo. Em nhắm được ai trong ba chàng trai này của anh? Anh nói thẳng nhá, cả ba anh đều ngon, đẹp trai mà đang hạ giá. Ok. Ủa sao biết ngon vậy anh? À thì hàng nhà anh thì anh phải biết chứ. Nhìn là thấy tươi rồi. Mấy đồn hạ giá thường khách hàng không mà ông nội ơi. Không, hạ giá bởi vì là có chương trình hiểu không? Chứ không phải là hết hạn. Mọi người ơi, hai đứa em gái nhà mình nó cũng có giá mà sao nó kỳ kỳ vậy? Không, anh nói trêu thôi chứ anh vẫn chọn lấy cơ hội nè. Chứ. Dạ. Hả? Hoàng tử ơi. Hoàng tử ơi. Trời ơi. Ôi. Ôi. Dù thế luôn. Dù thế luôn. Chơi còn 3 mình mà. Ê, cuộc chơi bắt đầu gây cấn nha. Đây. Em có cặp rồi. Ví dụ mà cho em hai em cặp nó luôn. Không được. No. Không được. Nope. Như này sao? Kỳ quá. Không được. Vô chúng ta chơi theo luật đi. Ê, hai bà làm sao mà tự nhiên để người ta phát hiện ra đến giờ còn lòi lại cuối cùng vậy? Ê, chính là mấy thành viên lớp mình ở lại hết luôn á. Chính là mấy thành viên lớp mình ở lại hết luôn á. Ừ, lắm không? Không phải đâu. Biết sao không? Tại vì lộ mặt ra đó. Chủ nhà. Che lại đi. Che lại nó chọn rồi. Che mặt lại như vậy được rồi đó. Ủa? Em có đáp án rồi. Cặp này đẹp đôi nè. Một tràng pháo tay cho cặp đôi của chúng ta. Oh no. À, em cũng có rồi. Có rồi hả? Dạ có rồi. Ai vậy? Chào ơi, không ngờ là lớp mình. Em tưởng lớp mình có giá lắm chứ. Đây. Ở dưới bước lên, nắm tay chàng hoàng tử của mình về luôn. À, từ dưới bước lên. Từ dưới bước lên luôn. Maru Lê Đức. Maru Lê Đức. Chỉ có một người ở lại thôi. Giá như mà có xí nhà của Lễ Đường cái. Ủa? Còn bà đó. Đây, ba của cô dâu. Thấy chưa? Rồi. Anh nghĩ là em còn trẻ tuổi, em còn nhiều cơ hội. Anh cũng lớn rồi. Thôi để cho anh. Không, anh hiểu không? Anh nhiều khi anh ở lại là còn đắt nữa. Anh nhiều khi anh ở lại là còn đắt nữa. Hả? Hả? Anh sẽ là công chúa con đắt, anh hiểu không? Đắt thì thôi, cho anh trốn về luôn cái. Trốn về luôn cái. Anh Đức, đâu được vậy? Không được. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Với cái tầm của em thì Oh my god. Tôi nói nó định mệnh, không ai tin. Bây giờ sao Đức nhỉ? Trời ra đắt cười sướng vậy. Thôi đổi MC đi, hai đứa mình về dưới ngồi. À.
Nói chứ hôm nay Đức chịu khó ngồi mình xíu đi. Xí thì Đức sẽ kiếm đường xe cặp khác cho. Hiểu chưa? Kiếm đường xe cặp. xe thiệt, xe cặp khác cho. Là ship rồi, ship tới rồi. Ship rồi. Ship rồi. Hỏa tốc luôn. Hỏa tốc luôn. Hứa nha. Chưa đầy 2 tiếng ship tới liền luôn. Bắt tay gọi. Bắt tay. Okay. Hứa danh dự. Hứa nha. Đắc hứa danh dự. Em nhìn cầm mày đẩy thuyền được ha. Quá. Rồi, mời Đức về dưới ngồi. Yeah. Ê, ngồi trên đầu luôn dễ bắt hình nè. Ngồi trên đầu à? Ngồi trên đầu. Trên đầu thôi nè. Thôi để ngồi cuối. Ok, 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 ok. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Rồi, đây là một cái khoảnh khắc tiếp theo mà thường là trong những cái buổi dạ tiệc người ta hay làm với nhau á. Chỉ có những giới quý tộc người ta mới chơi vậy thôi. Đúng rồi, đó là cái trình catwalk của mọi người. Đây, bây giờ nhạc lên một cái thì Đắc sẽ mời từng cặp đôi chúng ta catwalk, chúng ta đi một vòng xuống đây. Xong chúng ta đi lên đây. Cái chúng ta xoay lại, cái chúng ta mở mặt nạ ra, chúng ta giới thiệu chúng ta là ai. Sao? Không ấy bây giờ catwalk mà đi hip hop xíu được không? Sao? Không ấy bây giờ catwalk mà đi hip hop xíu được không? Cũng được. Biết cả thọt rồi. Cũng được. Biết cả thọt rồi. Signature của mình. Kỳ lắm. Không sao hết. Ngủ mà còn. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Cặp đôi này đi. Luna. Ủa, tưởng cặp đôi đầu tiên là của Lê Đức. Ủa, tưởng là đầu tiên. Hả? Cặp đôi đầu tiên là của Lê Đức với bạn Hồng. Có cặp nào muốn đi ba người không? Có cặp nào muốn đi ba người không? Lê Đức. Đi ba là không được. Đi về đi là... một hồi về được. Đi ba người. Đi ba người. Đi ba người. Đi ba là không có được đâu. Ở đây đang rom lắm. Ở đi ba người đi, không ấy cho đi lúc qua đây đi ba người đi. Mọi người ơi. Mọi người để ý xung quanh á, chúng ta có những cái tờ phiếu mà chúng ta vote cho King and Queen cho cái buổi lễ của chúng ta. Đó. Nhớ mọi người nhớ vote nha. Nhạc non stop khơi lòng đi. Yeah. Sang lên má ơi. Wow. Quá đẹp rồi. Rồi. Ủa. Rồi. Nè. Chết. Quá lộn. Cảm ơn. Đó, cái màn quăng miếng vừa rồi. Thì bây giờ các bạn có thể giới thiệu tên của mình được không ạ? À? Tại vì ở đây có những bạn khách mời mới. Đó, người ta không biết mình là ai đâu. Đúng không? Mình tên là Trung Huy, hiện tại mình hôm nay mình sẽ làm quán trò, nhưng mà mình thay đổi một chút xíu là vô đây mình làm dự tiệc. Dự tiệc. Không sao cả. Tiệc hôm nay thấy hài lòng không? Rất là hài lòng. Rất là hài lòng. Vô cửa rồi. Được rồi đúng không? Yeah. Hợp lý. Cảm ơn Trung Huy rất là nhiều. Mời bạn đầm trắng có một xíu màu đen. Hồi nãy bị lố. Đâu có biết tên đâu. Đúng rồi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Luna. Dạ, mình là thành viên của lớp học Hoàn Mỹ. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Một chàng pháo tay cho chủ nhà mọi người ơi. Luna. Lớp chúng ta là gì? Đoàn kết. Vỗ tay cho bạn chúng ta lớn hơn. Đúng rồi. Nè. Rồi, cặp đôi kế tiếp. Anh Phiệu ơi, cố lên. Okay. Nhà tình anh Phiệu ơi. Anh Thật ơi. Ảo thật đấy. Nhặt lên ạ. Ờ, bạn đang đi cà thọt nè. Anh nhầm, đi thẳng nha. Anh đi cà thọt xuất sắc. Không, anh đi bình thường, Nhìn giống dốc cơ cả Harley Quinn quá. 2, 3. Đi. Dốc cơ Harley Quinn à. Quá, lâu được chân lên rồi nè. Quá, lâu được chân lên rồi nè. Thôi, đúng rồi. Ôi, đẹp trai quá anh ơi. Thành thái quá anh ơi. Rip.
độ kỳ diệu, tiết 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 độ kỳ diệu. Hay quá vậy ta. Rồi, các bạn thấy phần kép quốc vừa rồi như thế nào ạ? Đẹp trời. Đẹp trời hả? 10 điểm. Phần trình diễn vừa rồi rất nhạt ạ. Phần trình diễn vừa rồi rất nhạt ạ. Ê, nhà mình chung lớp, chung lớp. Hôm nay chung lớp. Đoàn kết. Bạn kép quốc vừa rồi như thế nào ạ? Đẹp. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Xin chào mọi người, mình là Hảo Thỏ. Hôm nay mình đến đây vì được mời. Đúng rồi, anh mời đó. Ủa, tôi mời bạn. Hết rồi. Rồi hết rồi hả? Mình độc thân. Đúng rồi. Tao nói ý rồi đó. Ý là vậy đó. Vậy đó. Tháo mặt nạ. Tháo mặt nạ, em quên đó. Hoàng tử tháo giùm chứ, trời ơi. Sao thế, ảo thật đấy. Không, đây là hai không. Chị em mà. Hai chị em mà. Hoàng tử đứng không đến. What? Hoàng tử đứng không đến. Ơi. Mọi người thấy văn sắc này như thế nào ạ? Ui, xinh nha. Xinh không ạ? 10 điểm. 10 điểm. Rồi, tới bạn đó. Xin chào mọi người, mình là Cody và hôm nay sau ngày hôm nay thì mọi người sẽ gọi mình là Nam Thọt. Nam Thọt. Mình bị chấn thương rồi nhưng mình vẫn mình đến từ đâu, mình đến từ đâu? Cố gắng hết sức. Mình đến từ lớp học Hoàng Mỹ. Nó phải thế. Rồi, cảm ơn Nam Thọt và cảm ơn Hảo Thỏ. Các bạn có thể sánh đôi về phía vị trí chỗ ngồi của mình ạ. Quá đẹp đôi. Tiếp theo. Đây rồi, đúng rồi. Xin mời hai bạn. Vơ đét này. Hà quay nữa chính, Hà quay nữa chính. Xin mời anh với. Ôi, chết rồi, chưa gì đã lục đục rồi. Trong cuộc tình này thì Fanny đóng vai người đàn ông. 2, 3. Trời ơi. Rồi ai là King, ai là Queen? Mình trả lại vai được chưa? Ui. Trời ơi, sao mà tư dữ vậy trời? Nó không đâu chủ gì trong ngày hôm nay. Như đám cưới vậy. Đó, mình đi ra đám cưới á anh. Mọi người thấy cô dâu đẹp không ạ? không nha, cô dâu đang để tóc dài nha. Ok, nói chứ hãy giới thiệu với mình đi ạ. Dạ, quên mình có mic mà ta. Mình quen trên sân khấu là khi em xin hỏi như vậy á. Xin chào mọi người, mình là Vũ Thịnh và mình đến từ lớp học Hoàn Mỹ. Mình thay mặt lớp học Hoàn Mỹ là cảm ơn quản gia ngày hôm nay đã mời chúng mình đến một buổi tiệc cực kỳ là chỉnh chu như vậy. Cảm ơn quản gia rất là nhiều. Cảm ơn Thịnh rất là nhiều ạ. Rồi. Xin chào mọi người, mình là Fanny và mình tới từ lớp học Hoàng Mỹ. Kế bên mình là người yêu mình. Trời ơi. Ghê quá. Cái giọng nó hả hê ghê luôn á. Tính kêu mọi người vỗ tay nhưng mà thôi đi. Thôi đi. Mọi người không hưởng ứng, không có gì bất ngờ hết. Nói như mọi người thấy cặp đôi đẹp đôi không ạ? À? Đẹp. Vỗ tay đi ạ. Ghét chứ phải công nhận người ta đẹp đôi quá mà đúng không? Vỗ tay lớn hơn nữa đi ạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều ạ. Thank you. Rồi, để kiếm một cặp đôi lạ lạ coi. mời cặp đôi này ạ. Chúng ta có thể tiến về phía sân khấu và kéo quốc ạ. Cô tiên. Trời ơi. Wow. Trời ơi, lộng lẫy luôn. Ủa nhi. Xinh
cô Tiên đúng không? Đúng là cô Tiên, đúng là cô Tiên của chúng ta đây rồi. Úi giời, riêng cái cặp này mình xin phép đứng nép qua bên, đứng gần phá đội hình quá. Hỡi chàng trai áo vest đen kia, có thể giới thiệu bản thân mình được không ạ? Xin chào mọi người, mình đến từ làng Đo Đo. Làng Đo Đo. Xin chào mọi người, mình là Trần Nghĩa. Trần Nghĩa, một tràng pháo tay dành cho bạn Trần Nghĩa ạ. Dạ, anh nói xin chào. Dạ. Xin chào. Nói đi. Chào chào mọi người, mình là Yong Chu, rất vui được gặp mọi người ạ. Bạn có thể cởi mặt nạ ra được không ạ? Xuất sắc. Bây giờ tính kêu kép quốc dòng nữa nhưng mà thôi không được. Mọi người có thể là kép quốc về phía vị trí chỗ ngồi của mình được không ạ? Dạ. Quá tình cảm. Đôi tay run run. Rồi. Cái cặp đôi mà cũng đến đây có cặp có đôi rồi đó. Đã bắt cặp mình ngồi mình chơi rồi đó. Đây. Đây. Đây mời những cái cặp đôi mà áo hường hường tím tím như này ạ. Mọi người nhớ ngắm nhìn cặp đôi rồi chúng ta vote tin nhau mọi người nha. Quá teo. Quá trời rồi, màu hường rồi đó. Wow. Có một sự đồng nhất. Xinh đẹp. Đồng nhất đúng không? Đây đồng nhất nha. Nào mình giới thiệu về bản thân mình. Hello mọi người, mình là Hoàng Anh. Ủa, nào giờ tháo mặt nạ đúng không? Tháo mặt nạ ra. Rồi, một tràng pháo tay dành cho Hoàng Anh ạ. Rất tuyệt vời. 10 điểm. Dạ, xin mời Hoàng Tử ạ. Xin chào tất cả mọi người và quản gia ở đây. Mình tên là Duy Luân, mình là khách mời cho buổi tiệc ngày hôm nay. Và rất là vui khi gặp tất cả mọi người ở đây. Chào anh ơi. Yeah. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi của chúng ta. Lớn hơn nữa đi ạ. Rồi. Cầm tay kìa, cầm tay kìa mọi người ơi. Chết lắm thôi, ngọt ngào thế nhờ. Rồi. Yeah. Ê, cô nét phu thê nha. Em có thể giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Xin chào mọi người, em hôm nay là khách mời đến lớp học này. Em là Phan Ánh Ngọc. Xin chào tất cả mọi người, em là Tuấn Hiệp. Và hôm nay em cũng tham gia lớp học của mình với vai trò khách mời. Dạ, một tràng pháo tay dành cho cặp đôi mới của chúng ta. Dạ. Ê, ngồi dưới này thôi nhưng sao thấy hai bạn này tướng phu thê ghê. Thật á? Tướng phu thê đúng không? Tướng phu thê nha, nhìn có nét lắm luôn á. Nhìn đập vô mắt là thấy đẹp đôi liền. Đúng rồi. Giống nhau lắm luôn á. Đúng rồi. Suy nghĩ lên tương lai. Đẹp không? Đẹp không ạ? Đẹp quá. Nếu có tình cho người ta. Ok. Đó, có thể King có thể là Queen trong buổi dạ tiệc ngày hôm nay đấy. Rồi. Rồi mời hai bạn có thể tiến về phía chỗ ngồi của mình ạ. Anh này đúng người nổi tiếng này. Đẹp trai quá ơi. Anh này cứ như nghệ sĩ. Ôi trời. Cả nhấn cả nhấn. Cả nhấn. Anh chào em gái anh. Chào em Can ơi. Còn em nữa. Anh này giống cậu bé quá. Anh này có sao, anh này chảnh quá. Không, anh này giống cậu bé. Giống cậu bé. Y chang cậu bé. Ác quá này. Wow.
xuất sắc nha. Màu đen rất là huyền bí và quyến rũ nha. Á, à, xí cho em hỏi đi, vậy cậu Beo. Hả? Cậu Beo. Cậu Beo. Cậu Beo. Cậu Beo là cái gì vậy? À? Bộ em nó giống cậu Beo lắm. Cởi mặt nạ ra có phải cậu Beo không? Ê, không. Ê, nhìn chế giống cậu Beo lắm nha. Ồ, giống nha. Giống đúng không? Giống lắm á. Beo ơi là Beo. Lan quê phương tâm. Này là... Anh ấy nói gì? Anh đi. Anh ấy chỉ nói là sao? Là gì vậy? Nói gì? Nói gì? Lưu lại nha. Lưu lại cho anh cái nét. Lưu lại. Phải muốn quay phim là phải. Không nghĩ là cái này mà. Vui quá. Cái này mà. Vui quá. Xin lỗi. Vui, tươi thiệt không? Vui thật nha. Mà đẹp trai nha. Yeah, cảm ơn. Ok. Đẹp trai các bạn ơi. Mình có thể giới thiệu về bản thân mình có phải là của Beo không? Dạ, em không phải là cậu Bia ạ. Lời đầu tiên cho em xin chào mọi người ạ. Hôm nay em rất vui vì đến prom em là Đức Ứng ạ. Yeah, một tràng pháo tay cho Đức Ứng ạ. Đẹp trai em ơi. Đổi nữa. Chửi hoài vậy? Chửi hoài vậy? Lớn hoài. Ok. Wow. Hello em. Đây, đeo cái vương miệng luôn. Vương miệng luôn rồi. Đó, em có thể giới thiệu về bản thân mình đi ạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là JB Thanh Trúc và em là khách mời của lớp học Hồng Mỹ ngày hôm nay ạ. Yeah. Một tràng pháo tay dành cho Thanh Trúc ạ. Yeah. Rồi, mời hai bạn tiến về phía chỗ ngồi của mình ạ. Ok. Nếu vớt thì mọi người thấy đẹp quá là vớt liền nha. Quá trời ơi. Kèo quá, kèo lì quá. Xuất sắc luôn. Rồi hai bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Hello, xin chào mọi người, em tên là Rishi. Xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi mà hôm nay em được có mặt ở đây. Số 8, số 8. Và em là bạn thân của Rishi. Tên em là bạn thân hả? Tên em là Gia Long. Long. Cho anh hỏi cái Long có tập bóng binh không? Em hả? Có tập bóng binh không? Em không tập bóng binh. Dạ. Yeah. Nãy tụi em nhảy bóng binh em đỡ bạn xong em còn... Không phải đâu, tại vì lúc đó không phải, tại vì lúc đó không không phải cái này đâu. Đỡ bóng binh lúc mà Thảo mặt nạ ra cũng như vậy. Em. Ê, em đi ai quá. Nhí người ta nữa. Trời. Ê, cô đi. Bạn hôm nay hài chưa? Tại vì lúc đó em đang có muốn có một cái gì đó nó là điểm nhấn để coi mọi người có phát hiện ra không. Trời, anh sẽ bớt cho giờ cặp đôi của em. Hay quá, anh đã phát hiện ra rồi. Hay quá anh ơi. Cô đi ơi, hôm nay anh hài lắm. Hôm nay hài nè. Ok mọi người, hôm nay hài ghê luôn á. Rồi, cảm ơn cặp đôi của chúng ta. Hai bạn có thể tiến về phía chỗ ngồi của mình ạ. Rồi, tiếp theo. Để nó vui. Trời đất. Vui giống chị em mình á. Đây. Trời đất ơi, đúng không? Đúng rồi, ôi trời đất ơi, đúng rồi mọi người nha. Đúng cái rồi. Gì?
Hả? Đúng đi được vậy? Bà bắt đầu hài rồi đó, bắt đầu hài đấy, hài nè. Ơ, anh đi ti đúng không? Đúng rồi, nhàn đúng không? Ủa? Tại hồi nãy á, là đeo mặt nạ nên là em không có nhận ra anh đi ti. Ồ. Nên là em không có thả thính được, mọi người hiểu không? Tại vì anh Đức là không có đeo mặt nạ. Bây giờ em xin phép lại được không ạ? Em xin phép lại được không ạ? Được, được, được. Hay quá, hay quá. Không bao giờ làm em ướt mi chính là anh đi ti. DT phải rap lại. Mình nhận rồi thì mình nên đúng trả rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở bên anh an toàn. Hãy ngoan cho Thâm nhìn. Chắc là như vậy rồi. Yes, như vậy rồi. Dạ, em là Thanh Nhàn. Đây là lần đầu tiên em đến với lớp học Hoàng Mỹ á. Và em rất bất ngờ khi mà lớp học của chúng ta là rất là hoành tráng như thế này rồi. Em cảm ơn. Trời đất ơi. Ui. Quý thôi. Minty hả? Ủa nay Minty làm đàn ông rồi hả? À, mặt bé này đừng có giang hồ vậy nữa được không? Ủa cái gì vậy? Chị anh Minty tay ha. Tay hả? Tay hả? Tay hả? Tay du ký. Đúng rồi, Nhàn kia. Wow. Chết rồi, chết rồi má. Điểm này chết rồi, chết rồi. Chú cũng chết rồi. Chết rồi, đau khỏe lắm nha. Không biết bạn nữ này là ai luôn á. Ờ, bạn này nhìn này nhìn lạ. Biết luôn, lạ quá à. Mày này là ai nhỉ? Nhìn chả ra được ai cả. Wow. Wow. Quen không ạ? Quen không? Bất ngờ đi. Em gái chui. Rồi. Có bất ngờ không? Bất ngờ quá trời luôn. Quá trời lờ mặt bất ngờ ghê. Bây giờ không nhận ra luôn. Ok, mình có thể giới thiệu đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em là Honey. Yeah. Hello mọi người, mình là Minty đến từ lớp học Hoàng Mỹ ạ. Cà nhứng. Lớp học Hoàng Mỹ thì sao? Vỗ tay lớn không? Cà nhứng. Đây là hũ đen của lớp học. Không, đừng có cọc. Lớp học chúng ta rất đoàn kết mọi người nha. Rồi, cảm ơn cặp đôi của chúng ta rất là nhiều. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi của chúng ta. Anh này anh thấy ở mấy cái tiệm mày cười lắm nè. Mấy lần tôi vào thì tôi gặp anh này này. Anh này hay đóng phim ngắn với cái chị gì nữa. Ôi. Thông ba. Anh nói là anh tính cua chỉ lên cua quá trời. Ê, cặp đôi này đặt trên là cặp đôi bánh đập cua nha. Bánh cua. Cặp đôi là cua là sao? Đây là cua tiếp nè. Sao vậy? Cua đó. Làm gì? Quá dữ vậy. Bây giờ nó bảo bánh đập cua mà. Wow. Quen không ạ? Học quen quá luôn. Wow. Quen không ạ? Quen. Đây rồi, vũ trụ Hoàng Mỹ là đây chứ đâu nữa. Chúng ta có thể giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Mình là học sinh cũ, từng gặp rồi. Mình là Phi Linh ạ. Wow. Quá tuyệt vời. Xin chào mọi người, mình là Lohan. Và mình là khách mời của lớp học Hoàng Mỹ. Một tràng pháo tay nữa dành cho cặp đôi của chúng ta. Mở mắt ra. Giật luôn cô đi. Mở mắt đi em. Mở mắt ra. Là một ai.
Em nó dựng bất kỳ. Nó dựng bất kỳ. Nó dựng bất kỳ. Đúng không ạ? Ở dưới dậy nó to á. Mọi người, mình là Binat và mình rất vui được đến dự buổi prom tối hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tomaru, mình là học sinh của lớp học Hoàng Mỹ. Rồi các bạn ơi, cái phần khép vote vừa rồi của chúng ta cũng đã xong, thì các bạn nên nhớ là ai mà các bạn yêu thích á là các bạn nhớ vote cho cái phần King và Queen của cuối chương trình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Một chào pháo tay dành cho tất cả chúng ta. Và đến với phần tiếp theo được mang tên là Tiệc Ngọt và Khiêu Vũ. Thì các bạn có thể nhìn thấy xung quanh của chúng ta, đâu đó có những thức ăn và đồ uống các bạn có thể sử dụng thoải mái. Thì các bạn sẽ có trong vòng 5 phút để mình cùng nhau tìm hiểu về bạn kế bên, tìm hiểu về bạn đối diện, tìm hiểu về những người bạn xung quanh, được không ạ? Dạ được. Ok, xin mời tất cả mọi người ạ, cùng nhau đứng dậy đi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buổi dạ tiệc đậm chất ngôn tình. Cuộc đổ bộ của chàng nam thần nữ thần là những gương mặt vừa lạ vừa quen. Sự trở lại của cặp đôi từng làm mưa làm gió tại chương trình với vai trò người xe duyên. Kế bên mình là người yêu mình. Những màn ghép cặp đầy bất ngờ. Em đĩa ai thì em thả thính một câu có tên của người đó. Em cảm thấy sung sức, em chọn anh Lê Đức. Tự nhiên em thấy khó khăn, khó thích ứng quá cho nên em chọn Đức ứng. Ủa trời ơi. Sao? Xin phép chọn. Với cái tầm của em thì những cặp đôi ngang trái nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Thôi đổi MC đi, hai đứa mình về dưới ngồi. Bùng nổ sự lãng mạn giữa các cặp đôi. Đập vô mắt là thấy đẹp đôi liền. Cảm lạnh với loạt khoảnh khắc khó đỡ và vô cùng lầy lội. Công chúa của tôi tên Phí Linh. Trời là có chắc chắn là công chúa của mình chưa? Phí Linh. Đây rồi. Đây rồi. Một lần đầu tiên chốt luôn. Chốt luôn. Nhìn ngắm chàng trai của mình xem coi có đúng không ạ? Bao nhiêu này không quan trọng là chọn đúng người. Phát sốt với phản ứng hóa học giữa các hoàng tử và công chúa. Liệu công chúa và hoàng tử nào sẽ được kết đôi thành công? Đâu đi, đâu đi.
Thực không anh?